theo sách Luận Ngữ cách ta trên 2.500 năm, Đức Khổng Tử đã ca ngợi Lan Nương vương giả chi hương, nghĩa là Lan là đáng là chúa tể của các hương thơm trong trời đất. Cách gọi theo truyền thống của cha ông ta có hai loài lan là Địa Lan và Phong Lan. Các cụ ta đã đặt tên theo điều kiện sinh sống của chúng. Địa Lan dễ Địa Lan phát triển trong đất kháng nước, ngày nay có thể trồng trong các giá thể tương đương. Nếu trồng lan trong không khí, Địa Lan sẽ chết. Sau đây tôi muốn dành thời gian và tâm huyết để giới thiệu nghệ thuật thưởng thức Địa Lan truyền thống, còn gọi là lan cung đình, của dân tộc Việt Nam ta. Ở Việt Nam hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến độc lập tự chủ, mọi triều đại các vua chúa đều chơi Địa Lan và coi Địa Lan đứng đầu trong danh hoa dị thảo của tứ kỳ viên, tức là bốn thứ kỳ tuyệt của vườn cảnh, là mộc, thạch, ngư cầm, tức cây đá cá chim nơi cung đình. Vì vậy đã có câu tục ngữ vua chơi lan, quan chơi chả, và đã hình thành dòng lan cung đình truyền thống của thế giới sinh vật cảnh Việt Nam. Xưa chỉ có các hoàng thân quốc thích và giới trí thức thượng lưu mới biết chơi và được chơi. Các cụ ta thường nói thức giả thị bảo, bất thức giả thị thảo, nghĩa là người biết thì coi lan là báu vật, người không biết thì coi lan chỉ là loại cây cỏ. Nhưng chúng ta hôm nay thật là may mắn, ước mơ nhiều đời của người bình dân, bao giờ cho đến tháng 10 hoa vương giả đến với người bình dân đã trở thành hiện thực. Giờ đây chơi lan đã trở thành một phong trào khá rộng rãi. Người chơi lan trước hết phải biết nuôi lan. Nuôi lan vô cùng công phu cầu kỳ, cao hơn kỹ thuật, phải nói là nghệ thuật nuôi lan mới đúng. Vì người với lan bên nhau thấm đẫm hồn cây hồn người, quan hệ tương sinh tương ứng tương liên, đồng hóa đồng khí đồng cảm. Nói như nhà thơ Trần Lê Văn là rất đúng. Những khóm lan mang tên người đẹp, tố tâm bạch ngọc mặt lan nương, nước rửa mặt lau từng chiếc lá, người với cây yêu nhau lạ thường. Biết nuôi lan đã khó, biết thưởng thức lan còn khó hơn nhiều. Phải thực sự là người có tâm hồn giàu tri thức, nhạy cảm và có tâm trong sáng mới thưởng thức được cả bốn mặt kỳ diệu của Địa Lan, là diện hương, diện sắc, diện thế và diện vận. Diện hương nghĩa là biết thưởng lãm hương thơm của lan. Hương lan thầm kín, thoáng nhẹ và mỏng tan, khi gần, khi xa, khi đậm đà, lúc tinh không bị dịn, vừa tiết kiệm vừa hào phóng. Nhịp thở của lan không tuân theo một quy luật nào, có lúc bỗng dưng hương lan phát xạ không quá mấy giây, nhưng lan tỏa rất rộng, rồi lại bỗng dưng hụt hẫn, sau giây phút hoặc lâu hơn lại đường đột dâng tặng người kiên nhẫn đang đợi chờ thưởng lãm, khiến người say mê khám phá thấy mình như đang du đãng trong mê cung, mà ở đó có giai nhân tuyệt vĩ, vừa như mời vào ta, vừa như chạy trốn khỏi ta. Nhưng hương lan vẫn cứ ngập tràn dung dưỡng tâm hồn ta, cái huyền bí ấy làm nên ma lực, như đùa giỡn với người không bao giờ đã khát hương lan. Người sành có thể phân biệt được hương của từng loại lan trong cùng một cây. Hương lan hào phóng hậu đại khách, lịch lãm thanh cao, chối từ kẻ phàm phu tục tử, dù họ có vít cảng cổng qua dí sát mũi vào mà hít mà. Created with free version for non-commercial use. Diện sắc tức là biết thưởng lãm mặt sắc đẹp của lá và hoa lan. Người xưa đã tổng kết quan hoa nhất thời, quan diệp kinh niên, nghĩa là xem hoa chỉ có một thời, còn xem lá mới là quanh năm. Nuôi lan nếu biết chăm sóc đúng kỹ thuật, chất trồng, ánh sáng, độ ẩm thông thoáng, không để đói khát, cũng không bồi quá no úng và không để dẹp bệnh, thì quanh năm lá lan có màu xanh thẫm, biêng biếc, lóng lánh, mỡ màng, bóng mượt, có thể soi gương mặt mình trong từng chiếc lá. Không lá nào bị vết đốm lâu hoặc bị cháy đầu lá. Bộ lá như vậy hiển hiện sự sung mãn để làm độc, trổ hoa và tạo hương. Nhìn những bộ lá lan lòng ta vui phấn chấn,
thấy sức khỏe thêm và hy vọng đón mùa hoa mãn nguyện. Sắc hoa lan lại vô cùng phong phú mỗi cầu là biểu tượng của một tình cảm, ước mơ, nhân cách và lẽ sống, gợi cho ta một cảm xúc màu trắng trong, thanh khiết, trang nhã, cao quý. Màu hồng, màu đỏ, dịu dàng, thanh cao, duyên dáng. Màu lục, thanh tân, tao nhã, sống động. Màu tía, yêu kiều, đầm thắm, dịu dàng, chân thành. Màu tím, thanh cao, đầm thắm, mộc mơ và trung thủy. Màu vàng, trong sáng, thần bí, kiêu sa. Màu đồng đỏ, huy hoàng, hào hoa. Màu đen, tráng lệ, uy nghiêm, thần bí, đa màu, sặc sỡ, phồn vinh, hoa lệ. Ở Việt Nam ta, xưa nay thường tôn thờ ba màu cho là quyến rũ nhất. Đó là màu trắng, xanh và trong của Thánh Ngọc. Màu rực rỡ, vàng, rất cao sang, hoàng tộc của Hoàng Vũ, Đại Hoàng, Ngọc Bảo, Kim Bảo, Hoàng Điểm. Màu đen nâu thâm, huyền bí, trang nghiêm của Đại Mạc, Mạc Biên và Huyền Lan. Về diện thế, tức là thưởng thức cái thần vươn tỏa của lá, thần tắp hiên ngang của các cửu hoa. Lá lan hình kiếm sắc, khẽ vặn mình theo một làn, cong cong như lông mày thanh tú của thiếu nữ, mềm mại vươn tỏa đều trên chậu, e ấp những giò lan. Gặp gió bộ lá nhẹ nhàng lay động, uyển chuyển biến hóa, vừa như thủ vừa như công, lúc ngưng phong khi uống nắng, khêu gợi sự hùng vĩ trường sinh trong trời đất. Hàng loạt ngọc hoa mập mạp không đấu tựa vào đâu mà vẫn thẳng tắp lao lên trời, vút cao lung linh, sống động phóng túng. Đặc biệt lạ lùng là những ngọc hoa Hoàng Vũ kiêu sa kiên nhẫn xoay mình cùng vũ trụ, qua một ngày đêm lại quay về điểm cũ kịp đón bình minh. Những ngọc hoa vút phóng nghiêng nghiêng, quá trình hoa nở thật nhiều vẻ đẹp, từ ngậm xương rồi hàm tiếu, hàng mi của hoa cương lên, nứt dần, khe khẽ cong cho đến độ mãn khai, thì những cánh hoa được thiên nhiên phân bổ thật tài tình hợp lý, như các vũ nữ biến hóa trong sắc áo thanh lịch. Thưởng hoa lòng ta trở nên thanh thản, quên đi những nỗi lo toan thường nhật. Diện vật tức là biết thưởng lãm cái ý nhị của lan, cái đẹp hoàn hảo của ba mặt hương, sắc, thế cộng với tâm hồn nhạy cảm và cái tâm trong sáng của khách sành điệu cảm hứng qua lại thăng hoa, khách bị du dẫn vào cõi mơ màng, nhắm mắt lại khách thấy được cả cái tuyệt mỹ vô hình của lan, rồi hương lan thanh khiết lại ùa ra bỡ ngỡ như phút ban đầu, khách chợt hồi hộp, cánh mũi phập phùng, từ từ đưa dẫn hương lan vào thật sâu trong lồng ngực. Lúc này hương lan trở thành men say, lan tỏa lâm lâm, tạo cảm giác đê mê như kích thích quan nghiện dẫn tới đỉnh điểm. Khách nhẹ nhàng thở ra và từ từ mở mắt, sắc thế của lan lại hút hồn. Như vậy diện vận chính là tứ kỳ tuyệt của lan, hương, sắc, thế, ý nhị và trình độ cảm thụ nhạy bén của khách thưởng lan, cộng hưởng mà tạo được trong tâm hồn ta. Vì vậy, vì chúng ta mà lan âm thầm làm cuộc tồn sinh dâng hiến suốt đời, gần lan thưởng thức ý nghĩ của lan, ta thấy được cái tinh túy của đất trời chắt lọc ban cho trong tứ diện để nâng niu gần gũi và khai thác mà hướng tới chân thiện mỹ của cuộc đời. Đúng như người sư đã nói, nhân bất thiện chi hoa chi diệt, nhân hữu thiện chi hoa chi mạc. Nghĩa là người bình thường thì xem hoa chỉ thấy được mỗi cái vẻ đẹp bề ngoài của hoa mà thôi. Trái lại người tài giỏi và sâu sắc thì xem hoa thấy cả được cái đẹp về nội dung ẩn chứa trong hình tượng biểu đạt của hoa. Cha ơi, cái thú chơi hoa xưa của cha ta mới thật sâu đậm và thanh lịch làm sao. Dân tộc ta có truyền thống chơi hoa tới tầm đạo chơi và sự thưởng hoa tới tầm minh triết như vậy, thật đáng tự hào thay. Chơi với người, đôi khi gặp đối tượng còn phải cảnh giác. Chứ chơi với cây ta chỉ được
nhận được ở đó sự hết mình, đó là cái chân thật, cái xúc động tận đáy với những vẻ đẹp vừa phô bày vừa kín đáo. Vì vậy cõi tinh thần này coi việc chăm cây và tâm sự với cây và chính cây cùng vẻ đẹp của nó đã giúp con người điều chỉnh mình, hoàn thiện và cân bằng mình. Chơi cây là bỏ cái ác, lấy cái thiện, bỏ cái xấu, vươn lên cái đẹp. Dành dành chơi cây là một thuần phong mỹ tục, toát lên triết lý nhân sinh của thú thượng quan, tạo lên một nét văn hóa độc đáo và sang trọng của dân tộc ta. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.